Yo, xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình có thông tin cực kỳ hot, các bạn ơi, nhìn thấy đây thấy gì không? Đây chính là Skibidi Toilet Astro, một con quái vật chuẩn bị xuất hiện trong video ngày hôm nay. Nó xuất hiện trong tập thứ 75, chính là tập mới nha các bạn nha. Mình muốn xưa một cái ngay bây giờ các bạn à, bởi vì ngày hôm nay mình mặc áo bùa đầu nha nè, 7 ngày chưa trả lộ. Ý là 7 tiếng chưa giặt thôi chứ phải 7 ngày nha các bạn nha. Nhưng mà nói chung là rất là muốn xui nhưng mà phải để dành sức cho video ngày hôm nay. Bởi vì mình có linh cảm là cái tên này hắn ta sẽ bị gục ngã các bạn à. Coi nè, một chi tiết rất là đáng ngờ trên cái đầu của hắn ta. Có 3 cái đèn nhỏ và một cái đèn lớn. Nhìn giống như là bàn tay của một con mèo Kitty đó các bạn. Hoài quá. Các bạn có giống hay không? Giống thì nghe về bình luận chứ giống nha các bạn nha. Rồi, trước khi vô video này thì mong là các bạn nhớ cho cái video này một nút like để ủng hộ cho anh Jay fan của Cristiano Ronaldo nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn, và bình luận chữ siêu nữa nha các bạn, cũng là fan Ronaldo nha. Còn mấy khứa fan Messi thì thôi bình luận cho Messi cũng được nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhớ bắt đầu video nào. Let's go về nhóm like lấy kênh nha. Kiếm đầu video này á thì mình có một tấm fan của bạn fan tên là bạn Trọng nha. Bạn ấy gửi cho một tấm fan art nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Có mấy khuôn mặt như nè, khuôn mặt đờ róc nha các bạn, kèm với lại nguyên một thay tình TV Man phiên bản J Gray. Có hai cái màn hình TV, một bên ghi chữ đăng ký kênh, một bên ghi chữ like các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi bên này bạn ghi lấy gì nè? Like và sub cho Jay đi. Nếu không like và sub thì sẽ bị thay tình TV Man đó. Rồi ở đây dưới đây có Titan Speakerman phiên bản mini nè các bạn. Quái chứ. Ê vô bro. Mày quá Trọng, em giỡn với anh hả Trọng? Em giết cái gì đây? Tại sao lại đánh giá cho em cái tấm hình này là 1 tỷ lộ mà không được 1 tỷ điểm trên 10 nha Trọng nha. Hả? Đánh giá 9 điểm rưỡi trên 10 vì giết anh Jay quá đẹp. Ok các bạn ơi, thôi để che cái chữ đó lại, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nha các bạn. Let's go baby. Rồi vô. Một ngày trời mưa. Lần đầu tiên trong bộ phim Skibidi có mưa các bạn ơi. Ngay bây giờ các bạn bình luận cho em biết là mấy bữa nay ở nhà của các bạn trời có mưa hay không nha các bạn nha. Mấy bữa nay gần nhà mình mưa lũng nhà mình luôn. Mưa mà nước vô chân mình luôn các bạn ơi. Rồi. Oh. Con Astro tàu mẹ Mother Ship phi tàu không gian. Ô quá trời, mấy bay trực thăng bắn con nó luôn. Let's go baby. Wait what? Mấy bay tên lửa Astro. Wow, mấy bay phản lực đó các bạn. Trời, tụi nó bay nhanh chứ kìa. Rồi, hy sinh hết tất cả người anh em rồi. Khuôn mặt buồn bã các bạn ơi. Tụi nó quá nhanh. Wait what? Tụi Skibidi? Tụi Skibidi giờ theo phe của Astro hay gì? Vậy là bây giờ tụi Skibidi theo phe của Astro hả? Wait what? Oh! Chết tụi Skibidi rồi! Tụi Astro tấn công tụi Skibidi các bạn ơi! Tụi Skibidi nó đi ra, nó tưởng là tụi nó có thể kết hợp với lại tụi Astro. Mà tụi Astro kêu là không bé ơi, tụi anh là ở một cấp độ khác rồi. Tụi nó bắn chết tụi Skibidi luôn. Một cái chết thật là đau đớn. Quay quát thêm một đứa nữa. Ê. Oh my god. Bây giờ nó nhìn thấy mình rồi các bạn ơi, giờ sao? Ok thôi được em. Xin vĩnh biệt cụ nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại ở kiếp sau. Oh my god. Chạy đi. Chạy đi anh em ơi. Ô không chạy luôn, lên đạn chuẩn bị. À được. Kiếm tôi đâu rồi? Chuẩn bị nè. Múc múc kiếm hay là quất ở liền. Ủa đâu mất tiêu ta? Nó đi bên trái. Trời nó lừa chúng ta. Ôi trời. Nó có móng vuốt người sắt các bạn, là một người sói. Tâm hết mấy anh em kia lên đường rồi các bạn. Nó đâu rồi ta? Nó bên đây nè, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ui nó có cái khiên. Trời ơi, chết hai người kia luôn. Anh cameraman cỡ lắm. Ừ, nó bẻ cái đầu ra luôn đi. Rồi bây giờ còn mình của mình với nó thôi các bạn ơi. Rồi xong luôn. Rồi đó anh em ơi. Bây giờ mới thật sự là kết thúc nè các bạn. Rồi để mở bài nhạc trước khi chia tay nha các bạn nha. Bài này lộn, bài này. Tạm biệt Skibidi nha. Tạm biệt Toilet Xin.
đang khúc buồn rồi mở nhạc gì nghe mắc cười muốn chết. Thôi bây giờ chúng ta tạm biệt nhau đi các bạn, bye bye. Bây giờ tạm biệt bằng cách bấm nút like nha. Ta chị. Wait what? Skibidi. Oh, con Skibidi nó giúp mình các bạn ơi. Ở bên đây mà con Skibidi. Rồi con này chết luôn. Ê con Skibidi nổ kìa. Ồ con Skibidi tô xích. Gọi gọi bên đây anh này cũng chết luôn. Ăn cái lựu đạn cái thằng quỷ. Lựu đạn phiên bản. Oh no, lựu đạn phiên bản cuộn giấy. Bây giờ này. Oh, một nhân vật Skibidi khác xử nó. Let's go man, đưa mình bắn cho. Quay quá, quay quá, quay quá. Mấy người này hỗ trợ mình các bạn. Ui ơi. Nó nổ luôn kìa các bạn. Yeah boy. Yeah boy. Xử nào mấy em ơi. Let's go baby. Lần đầu tiên chúng ta giết được một con Astro. Ngay bây giờ các bạn bình luận chữ gì? Đó chính là chữ Messi nha các bạn nha. Ê nhưng mà khoan, sao mình nhìn thấy trên đầu của con này nó có cái tai vậy ta? Các bạn ơi, nhìn thấy nó có một cái tai ở trên đây nè các bạn. Nhìn giống như là tai mèo, tai chó hoặc là tai heo nha các bạn nha. What the hell? Mình không biết là tai gì nữa hay là tao dơi ta. Nhưng mà thôi kệ nó là người tên giết nó đi. Ok, let's go. Ông nội cameraman hút thuốc. Xin chào sếp. Và ở bên đây là một con Skibidi. Vậy là chúng ta đã liên minh với Skibidi hả? Ồ, được rồi đó đấy. Yeah, boy. Đau tim quá. Bro, sao mà đẹp gái dữ vậy? Trời ơi cái gì trời. Một nhân vật Skibidi nữ các bạn ơi. What the yo. Let's go baby, let's go baby, đi nào. Chị ấy kêu chúng ta im lặng, đi theo chị ấy. Ok let's go, let's go. Oh no, bị phát hiện rồi, chạy lẹ đi. Hey, con Astro mẹ tới rồi. Trời ơi, con Astro chùm tới các bạn ơi, con này là oh. Nó đang buồn bã các bạn, chúng ta đã giết con trai của nó. Bây giờ nó sẽ sử dụng sức mạnh của tình mẹ giết chúng ta. Các bạn ơi, chạy lẹ đi. Chạy gì chị ơi, đừng nóng lại nha. Ok, cảm ơn chị rất nhiều. Oh. Bây giờ chúng ta còn được chị nắm đưa đi nữa. Quái chữ. Let's go baby. Không có, TV của mình thôi. Không có, không có. Trời ơi, mắt màu xanh luôn kìa. Ủa gì vậy? Ê, vô, 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 cái gì vậy? Ê, 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 chị ơi, đừng có chết, bỏ em nha. Oh no, hết phim rồi hả? Wait, what? Hết gì mà lãng xẹt vậy anh hai đó phu? What? Đừng có để chị chết chứ. À, không còn các bạn ơi, còn. Ông cameraman hút thuốc nè các bạn. Hello, nhưng mà chị ấy sao rồi, ông cameraman hút thuốc? Chị kia đâu rồi, chị kia đâu, đừng có quan tâm, tôi không quan tâm tới bạn xung của tôi chỉ quan tâm tới Skibidi nữ thôi. Ý là người ta cứu mình mà mình phải quan tâm chứ. Chị kia đâu rồi? Ui, Skibidi. Chào chị nha. Một nút like các bạn ơi, let's go baby. Mà hỏi thiệt, có đẹp gái không? Có cute không? Nếu mà cute thì nghe bây giờ cho cái video này một nút like đi cái kênh nổi kiểu nha bạn. Công nhận đẹp thì cái chứ. Let's go baby. Ủa vậy? Việc sub bạn Celeste Channel. Ồ, bạn này bạn sẽ làm lại việc sub tiếng Việt cho chúng ta nghe nha các bạn. Mưa mát quá đi thôi, tiếng gì vậy? Bọn Astro đã đến rồi à? Hơi nhỏ các bạn ơi, để mình mở tiếng to lên một tí nha. Ta sẽ biến thành phố này thành cát bụi nhé. Bên ngoài phức tạp quá đi. Ok. Bên ngoài phức tạp quá đi. Anh em đầu tiến quân ra đánh máy bay Kameza mau lên. Không đó chính là những con Skibidi phiên bản máy bay tên lửa các bạn. Oh my God. Máy bay tên lửa nó bay rất là nhanh nha các bạn nha. Nói chung là nó bay phải gọi là không còn gì có thể ngăn chặn được nó. Nó bay nhanh hơn tốc độ âm thanh nữa đó. Má ơi, nó bay kịp kịp rồi đã. Trời ơi, đại chiến trên bầu trời các bạn. Bên ngoài không ổn rồi mấy ông ơi. Buồn. Lực lượng của chúng ta càng ngày càng suy giảm rồi. Sad boy. Những tuổi Skibidi to lớn đang tới kìa anh em ơi. Ê mà tự nhiên bây giờ nhìn tội nghiệp tụi Skibidi quá các bạn ơi.
Có nên tiêu diệt bọn nó không? Có nên tiêu diệt bọn nó không? Khử hết bọn nó luôn đi. Khử hết bọn nó luôn đi. Ôi không, anh em ơi, lùi lại. Bọn CKBD to lớn chết thảm quá. Chết thảm thiệt luôn á các bạn. Nói chung là bây giờ chúng ta lại phải yêu thương tụi SkiBD, tụi nó giúp đỡ chúng ta các bạn à. Và đặc biệt chính là SkiBD nè. Ý là SkiBD mới đó. Let's go. Có con gì tới nữa kìa? Đó chính là con Astro con. Con kia dọn hết nơi đây rồi à? Đúng rồi. Còn một nơi bọn nó chưa dọn nè. Còn một nơi bọn nó chưa dọn là ở đây. Chạy vô bên trong. Chuẩn bị sẵn sàng lên đạn. Nạp đạn thần tốc quả trưởng. Nó đi bên trái. Bọn mày tưởng tao vô phía đó à? Còn non và xanh lắm. Còn non và xanh thằng ngày lá tí. Không có đâu em ơi. Úi dồi, nó nhanh chưa kìa. Nó siêu nhanh luôn các bạn. Điều gì có đi, nó có cái khiên mạnh quá, bắn không xuyên được. Bài đầu luôn. No 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 no. Trời ơi, ăn một viên đạn nó tới thốn tới già luôn các bạn. Vĩnh biệt em trai, vĩnh biệt mày mới đúng đó Quang. To be continued. Rất là cảm ơn anh SkiBD này đã giúp đỡ chúng ta nha các bạn nha. Ôi không, tao chết mất. Một con SkiBD nổ. Ok. Xen mà làm gì, để giúp đỡ tập camera chứ gì. Bơm giấy vệ sinh. Cú đấm sấm sét. Wait what, No 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 no. Không có đâu, người yêu tôi đã, người bạn mới tôi đã tới rồi đây. Tiêu diệt nó đi anh em ơi. Let's go. Ủa khúc kia làm gì đó vậy? Hình như khúc kia chúng ta gài bơm vô đầu của nó, nổ lớp giáp luôn. Mày dám giết đồng đội tao hết à? Mày phải trả giá. Vĩnh biệt nhé. Mày bỏ tao ra. Ô bắn xuyên đầu luôn. Vậy là nếu như tụi nó không có áo giáp, tụi nó rất là yếu nha. Bạn có bị sao không thế? Tôi không sao. Okay. Ngạo ngạo hút thuốc rồi dữ. Cameraman mà biết hút thuốc nữa các bạn à, quả trưởng. Này cậu hãy im lặng và đi theo tôi nhé. Dạ, đi liền, đi. Let's go, đi lẹ. Thôi ông bạn nhìn gì nữa? Nhìn gì đâu, đi lẹ đi. Let's go, bê. Bọn bay đâu hết rồi. Đây nè. Nhìn mặt của nó lúc này nè các bạn, mặt nó buồn rồi. Con trai của ta. Tôi không được con quý giá của tao. Đứa con quý giá của ta. Thôi chạy lẹ đi. Rồi tiếp tục. Có play tựa game đo, đóng cửa. Có ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Đóng cửa lại thôi. Chạy thôi, nơi đây nguy hiểm quá. Oh my. Cái gì đẹp dữ vậy trời. Xong rồi. Việc sức này hay nha. Nhưng mà nó bắn vậy mà cuối cùng mà chúng ta vẫn còn sống nguyên một bầy thì nó bắn ngay làm gì trời. Ờ đúng rồi. Nó bắn nguyên bầy hồi còn sống nhăn răng có đứa nào bị gì đâu. Đúng không bạn? Nè. Cậu có sao không vậy? Ok. Con SkiBD nó cũng hút thuốc nữa các bạn. Hai ông đội này SkiBD đúng thuốc luôn vậy nè. Ê vậy mà cá láo thì cái. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cảm ơn cậu nhiều không nhé. Không có gì đâu. Let's go baby, tập này quá hay anh hai ơi. Anh hai làm em thất vọng ở tập 74. Nhưng mà tập này anh hai làm em cảm giác là yêu anh hai trở lại. Anh hai đa phu à, đúng các bạn, yêu không? Yêu thì nghe bây giờ cho cái video này một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Ê, không được ai dành của tôi nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.